Nhưng mùa Tết Trung Thu năm 2020, chiều ngày 27 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý, Đại Đức Thích Minh Hiếu, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ, Phó Thường trực Ban Trị sự huyện Vĩnh Thạnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Liên, xã Thành Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đã kết hợp cùng nhóm từ thiện Bồ Đề Tâm, thành phố Cần Thơ, tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh với chủ đề Vui Hội Trăng Rằm. Chương trình Vui Hội Trăng Rằm với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa, các em được xem tiết mục múa lân đặc sắc của đoàn lân sư đồng Nguyên An Đường, huyện Cờ Đỏ. Tiếp đến, các bạn nhỏ được tham gia các trò chơi có thưởng của ban tổ chức nhằm giúp các em có một sân chơi hấp dẫn bổ ích, không chỉ đem lại niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi mà còn mang tính giáo dục, động viên các em cố gắng học giỏi, chăm ngoan trong năm học mới. Đêm hội đã diễn ra hết sức sôi nổi với các tiết mục đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống Tết Trung Thu cổ truyền. Tất cả đã tạo nên không khí nhộn nhịp, vui tươi, ấm áp cho mùa Trung Thu năm 2020. Thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Minh Hiếu đã chúc các em có một mùa Trung Thu tràn ngập niềm vui bên gia đình và người thân, đồng thời căn dặn các em siêng năng học tập, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Cuối buổi lễ, Đại Đức Thích Minh Hiếu đã cùng nhóm từ thiện Bồ Đề Tâm phát hơn 500 phần quà đến các em thiếu nhi, mỗi phần gồm bánh kẹo lồng đèn trị giá mỗi phần 50.000 đồng và phát 50 phần đặc biệt cho trẻ em nghèo hiếu học, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì, nhu yếu phẩm, bánh kẹo trị giá 200.000 đồng một phần. Chương trình Vui Hội Trăng Rằm được tổ chức nhằm mang lại sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, giúp các em nâng cao nhận thức và phát triển tư duy của bản thân.